Phiến chào mừng quý vị đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay 25 tháng 11 năm 2016. Và trong phần đầu bản tin xin mời quý vị cùng đến với những nội dung nổi bật sau đây. Các địa phương tiếp tục kêu với Bộ Tài chính về ảnh hưởng của vé số tự chọn lên doanh thu vé số truyền thống. Nâng cao năng lực doanh nghiệp nhà nước bằng ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những trước hết sẽ là thông tin dự kiến thu phí đường bộ tự động hoàn toàn vào năm 2020. Kính thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải, đến năm 2020 sẽ tiến hành thu phí đường bộ tự động hoàn toàn. Đây là thông tin được ông Vũ Quang Lâm, thành viên Hội đồng Quản trị TASCO, kiêm Tổng Giám đốc Công ty VETC cho biết tại Diễn đàn Thanh toán Điện tử 2016 diễn ra sáng ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội. Theo ông Lâm, hiện Việt Nam có hơn 21.000 km đường quốc lộ, 730 km đường cao tốc và có khoảng hơn 100 trạm thu phí với lưu lượng xe khoảng 1,2 triệu lượt mỗi ngày đêm. Năm 2016, chỉ riêng phí đường bộ thu qua các trạm BOT dự kiến đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, phí bảo trì đường bộ khoảng 6.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy lượng giao dịch khổng lồ của các phương tiện giao thông trên đường quốc lộ, cao tốc tại các trạm thu phí, đòi hỏi phải áp dụng phương thức quản lý thông minh, tự động để có thể quản lý chặt chẽ và hiệu quả. Về thực tế triển khai thu phí tự động đường bộ hiện nay, ông Lâm cho biết từ tháng 7 năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức phê duyệt dự án thu phí tự động đường bộ của VETC theo hình thức hợp đồng BOO đầu tiên trên cả nước. Theo đó, trong giai đoạn 1 có 28 trên hơn 100 trạm sẽ thực hiện thu phí tự động trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14, đoạn qua Tây Nguyên do VETC thực hiện. Tính đến tháng 11 năm 2016, đã có 7 trạm thu phí được vận hành thu phí tự động. Theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải, đến cuối năm 2017, các trạm thu phí trên toàn quốc phải có làn thu phí tự động và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn tại các trạm thu phí. Tại cuộc họp báo chuyên đề về kinh doanh sổ số điện toán diễn ra chiều ngày 23 tháng 11, nhiều địa phương tiếp tục phản ánh lên Bộ Tài chính về việc vé số tự chọn kinh doanh không đúng quy định, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp cho rằng việc kinh doanh vé số của Vietlott không đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng đến thu ngân sách, nên kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời chấn chỉnh hoạt động của loại hình vé số này. Nhiều tỉnh cũng tỏ ra lo ngại việc đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương sẽ ảnh hưởng do doanh thu sổ số kiến thiết giảm. Tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Vietlott chưa đặt đại lý bán chính thức nhưng vé số điện toán cũng đang tràn ngập. Dù các địa phương lo ngại ảnh hưởng của vé số tự chọn nhưng đại diện Bộ Tài chính nhận định ảnh hưởng của vé số tự chọn chưa nhiều vì sổ số kiến thiết hoạt động đã khá lâu và phát triển tốt, nhất là khu vực phía Nam. 21 tỉnh phía Nam có doanh số phát hành ước tính là 240 tỷ đồng một ngày. Dự kiến doanh thu toàn ngành sổ số năm 2016 đạt khoảng 75.000 tỷ đồng, còn thu từ sổ số điện toán ước chỉ chiếm 1,3% doanh thu của toàn thị trường. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đánh giá hoạt động kinh doanh sổ số điện toán để có giải pháp quản lý phù hợp. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 11 thì Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng kênh Kinh tế Tài chính FVNC và tạp chí Khám phá tổ chức tọa đàm ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhà nước. Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của các đơn vị ban ngành và nhiều doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố. Giai đoạn năm 2013-2015, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc xây dựng chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại 91 doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý. Sau hơn 3 năm triển khai và thực hiện, dù có những dấu hiệu tích cực trong việc chuyển đổi khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên theo đánh giá chung, việc xây dựng chương trình này của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố vẫn chưa như kỳ vọng. Tại tọa đàm, các chuyên gia đã đi sâu vào phân tích và đề xuất những giải pháp để cải thiện năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng để tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong đó, các khách mời đã thảo luận, chia sẻ về công tác ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp mình đang quản lý, những khó khăn khi triển khai và phân tích nguyên nhân cụ thể, cũng như lý giải nguyên nhân các doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến việc trích lập và triển khai quỹ khoa học và công nghệ. Qua đó, tọa đàm đã đưa ra những định hướng cụ thể nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành một thành tố quan trọng trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên lề hội thảo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cũng chia sẻ những chương trình hỗ trợ sắp tới của sở dành cho các doanh nghiệp trên toàn thành. Các cái gói hỗ trợ của thành phố thì đặc biệt là chúng tôi là không có hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp mà chúng tôi hỗ trợ thông qua một cái hệ thống các cái trung tâm thúc đẩy kinh doanh, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của rất là nhiều sở ngành, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư để cung cấp những cái dịch vụ cải cách hành chính cũng như là tạo ra những cái cổng thông tin điện tử để mà tạo sự thuận lợi nhất, cái môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận những cái dịch vụ, những cái chương trình hỗ trợ cũng như là các cái hoạt động tư vấn đào tạo chuyển giao công nghệ. Chúng tôi có thể đầu tư cho những cái đầu tư cho công nghệ nguồn để công nghệ đó có thể lan tỏa ứng dụng cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phố để mà nâng cao cái năng lực công nghệ của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, có lẽ đã đến lúc đổi mới sáng tạo phải là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Bởi một đất nước yếu trong đổi mới sáng tạo thì sẽ rất khó để bắt kịp với đà phát triển của thế giới. Và trong chương mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến con số 300. Và trong chương mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 300 tỷ đô la Mỹ, thưa quý vị. Đây là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được Tổng cục Hải quan thống kê từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11 năm nay. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan thì kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 11 năm 2016 đã tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015, tương đương mức tăng xấp xỉ là 14,99 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là sau gần 5 năm kể từ mốc 200 tỷ đô la Mỹ được xác lập vào tháng 12 năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tăng đến 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng mạnh là rau quả tăng 43,4%, hạt điều tăng 39,2%, máy vi tính và linh kiện tăng 18,2%. Ở chiều ngược lại thì xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến 15 tháng 11 cũng tăng 30,8%, cà phê tăng 25,4%, máy móc thiết bị tăng 26,3%. Ngoài ra thì một số nhóm hàng xuất khẩu giảm mạnh như xuất khẩu gạo giảm 20,4%, dầu thô giảm 58,7%. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn rộn ràng ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tính đến hết 15 tháng 11 thì kim ngạch xuất nhập khẩu doanh nghiệp FDI đạt gần 194,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước và sau đây xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng lưu ý tại thị trường châu Á. Tập đoàn Lotte và SK vướng vào điều tra bê bối chính trị của Tổng thống Hàn Quốc. Người lao động ở Ấn Độ thăng khó vì chính phủ thu hồi tiền mình gia lớn.